Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đến trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 7 tháng 11 cho đồng chí Đỗ Đình Điền, 92 tuổi, Đảng viên chi bộ thôn Đống Long, Đảng bộ xã Hùng An, huyện Kim Động. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, tặng lãng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Đình Điền. Đồng chí chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của đồng chí Đỗ Đình Điền với Đảng. Đây không chỉ là vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình đảng viên, mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ xã Hùng An, huyện Kim Động. Đồng chí chúc mừng đảng viên Đỗ Đình Điền luôn mạnh khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, văn minh.